tôi chưa sang cơm cho anh. Cuối tuần này cuốn gói theo tôi về Mỹ. Các cô, các cậu, sáng ngày mai cuốn gói biến ngay trong cái nhà này. Chú bác. Bà ơi. Bà. Vì ta chỉ có một lần để sống. Ủa là la. Trời ơi, mới đốt cái có quán khách, cái khách vô liền à. Chị em... có cái thuốc uống nào mà để vơi đi nỗi buồn không? Sao lại không có? Buồn đúng không? Thất tình chứ gì. Uống rượu nha. Mấy cơm. Chị ơi. Hả à, sao em? Mẹ em dặn là uống rượu bị bệnh gan. Chị có cái thức uống nào khác không? À, mẹ em nói đúng. Uống rượu là không có tốt. À, uống bia nha. Mấy đứa lên bia. Không được. Ba em dặn là uống bia bị bệnh thận á. Ba mẹ em dặn gì kỳ vậy? Rồi em vô quán nhậu mà không uống bia, uống rượu rồi em uống gì? À, chị cho em chai nước suối đi. À, cũng được, nước suối phải không? À, rồi em ăn món gì để chị làm nè? Nãy em ăn rồi, em không ăn đâu. Chị cho em chai nước suối lẹ lẹ đi. Không ăn. Uống nước suối. Kiểu này là phải đốt nữa. Ngày gì đâu. Thằng này uống đã xài xỉn rồi đi về giùm đi cho ta bán nữa. Xỉn thì đi về đi, còn ngồi đây chi vậy ông nội? Xu. Ủa quen hen. Quen không? Anh Phú. Em nè. Trời ơi, vậy là quen thiệt rồi đúng không? Tính hai rồi. Người ghép bàn lại. Ghép bàn lại ngồi chung. Bớt lấy chỗ của quán nha, để ta còn buôn bán nữa. Em là Tính Tấn Tú, không biết hạ thính nè anh. À rồi, nhớ rồi. Thôi anh, em thấy anh say rồi, anh uống này đi. Uống nước đi cho nó tỉnh. Uống cái gì? Tôi là tôi không muốn tỉnh. Tôi muốn xỉn hoài luôn, biết chưa? Xuống cái gì mà xuôi. Ê, đây là anh ơi, ngồi lại anh em. Tất cả chỉ là lỡ tay thôi, người anh em. Người anh em bình tĩnh. Quăng dưới nước qua đây còn lỡ. Bình tĩnh thôi người anh em ơi. Ủa, người quen gì mà xong có lơ vậy? Em không có thích ngồi nhậu chung với tình địch. Nè, đi. Cậu tưởng là tôi muốn ngồi chung với bạn ở nhậu hả? Đừng có mơ, nha. Cho bà về bia. Bà chạy. Được không? Gì nữa mày? Anh biết tại sao tôi ghét anh không? Tại sao? Để đúng ra là chị Linh thích tôi. Sao? Mày vì sự xuất hiện của anh. Anh xuất hiện làm cho chị bị lung lay. Trời. Anh là đồ tồi. Tồi. Đúng. Anh công nhận là đúng. Cho nên anh quyết định sẽ phạt một ly. Uống phạt một ly. Ha. Anh uống xong á, mình xóa nợ nặng. Không có nợ đâu nữa. Được không? Ok. Ok vô. Kim. Chẳng lẽ tim của Kim là bằng sắt đá hả? Không. Tim của Kim là phải bằng kim tim. Tại vì Kim đã dùng một mũi kim chích vào trong lòng của Phú. Chích thẳng vào tim của Phú. Phú đau nhói trong tim. Đau kinh khủng. Hai ông á nha, yếu đuối lắm. Đàn ông á không được khóc vì phụ nữ, nhớ không? Bây giờ á mình phải mạnh mẽ lên nè. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nha. Ví dụ nha, tôi nhớ Linh đúng không? Anh không được như vậy. Anh không được nhắc tới người con gái tinh linh. Kim ơi, Kim. Trời đất ơi, trời đất ơi. Làm cái gì mà khóc lá vậy? Tại sao mà ta bán được? Nhanh 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 tính tiền lẹ rồi đi về. Để em lo. Chị đẹp.
Bây giờ sao? Chị đợi hai ông anh em tỉnh rồi mình tính tiền được không? À, không được hả? Ok chị. Alo anh. Em nè, anh cứu em với. Thế bao nhiêu tiền vậy chị? À, 2.008.000. Hỏi thôi. Trời ơi, người đâu mà đẹp trai mà còn sọp nữa. Không bao nhiêu mấy người này. Được rồi. Anh ấy ơi. Đi về nè. Lên. Rồi. Đúng rồi. Dạ, lôi hết về giùm em đi cho em. Về, về, nhanh. Về anh, về anh, về đi đâu, đi đâu. Đi về. Về nghe. Thôi. Lên, lên, lên. Lên về. Nhớ nghe quá em. Thôi, đừng có làm bèm nữa. Vô. Vậy? Sao không? Chị đừng có đụng vô người em. Ai. Vậy đi kiếm anh Phú của chị đi. Anh Phú của chị là đồ chơi dơ. Đúng rồi, bỏ anh em. Đang nhậu mà bỏ anh em à. Đi mất tiêu luôn, không biết. Ủa, anh Sơn? Mất tiêu luôn. Xỉn gì vậy? Xỉn chứ còn gì nữa. Đi nhậu không mang tiền, gọi anh tới trả tiền đó. Cảm ơn. Cảm ơn sự. Cho hai ổng hai ly nước chanh nóng. Ủa? Yeah. Uống nước đi. Vô không say không về. Không say, không chậm chậm. Say cái gì nữa, uống đi cho giả rượu mấy ông nội. Chuyện này là sao anh Sơn? Chị đi hỏi anh Phú của chị á. Ông nói là ổng bị thất tình, ổng yêu ai đó đó. Ông rủ anh em mà nhậu đúng không? Ổng yêu Kim nhà tôi nè. Được rồi, khỏi giải thích nữa. Em biết tổng luôn á. Là do là bị Kim từ chối cho nên nó là buồn quá rủ mọi người đi nhậu. Một lai à? Hai lai. Lai lai cái gì? Còn anh thì sao? Anh y chang như ông Phú luôn gì đúng không? Khỏi nói. Lai. Ủa mà mấy ông lớn á, mấy ông đi nhậu thì còn được, còn kéo theo cái thằng nhóc này làm cái gì vậy? Tiền cơm ăn một bữa nó còn đang chạy kìa. Chưa kể phải nhờ đến anh Sơn bỏ cả triệu mấy bạc ra trong khi anh có được nhậu đâu. Cái gì mà 1.000.000? Anh trả tới 2.1 rồi đó. Cái gì? 2.1? Là một tháng tiền nhà luôn hả? Đó, mấy người thấy mấy người còn có lương tâm không hả? Có nghe không? Bọn anh nó làm như chỉ có một mình bọn anh á. Là con trai thì mới biết buồn thôi vậy đó. Con gái tụi em cũng có quyền biết buồn vậy. Hôm nay anh hãy cho tụi em nhậu xuống sát luôn đi anh. Nhậu hả? Xuống sát em đây luôn. Ok. Uống luôn. 1 2 3 Vô. Sơn, công nhận Sơn nha. Không mì, kêu là không mì được không? Có mỗi hầm rượu ngon, chứa rượu ngon. Giấu ha, xấu ha. Hôm nay là mình phải trút bỏ tâm sự. Mình sẽ tình thương mến thương, đúng không? Ok, anh nói đi em nghe nè. Đó, nó nhỏ hả? Nói thôi, anh đừng có phúng. Không, con nhỏ mà. Nè, anh đau lắm, biết không? Sao? Tim nó đau nhói. Sao anh đau? Anh đau sao anh hai đau? Đi chuyện rồi đó. Thôi, sao vậy anh? Tìm anh đâu hả? Anh thương một người. Thương cô ta lắm. Thương cô ta thì đâu có lỗi lầm gì đúng không? Đúng, thương làm gì có lỗi lầm gì. Đúng. Nhưng cô ta không có cảm xúc, cô ta không thương lại. Người ta làm gì có yêu mình đúng không? Đúng. Hiểu luôn, em đồng cảm với anh vô một ly. Sao vậy? Vô. Tim anh đau quá mà em. Hôm nay mình đừng có nói chuyện buồn nữa mấy anh chị. Lâu lâu nhà mình mới có bữa tiệc như vậy là mình phải vui lên đúng không? Lại. Hay để em góp vui một tiết mục văn nghệ. Đôi khi bên em thơ ngây mà mình đừng nói ra đây, còn tìm chị nguyên vương tình sau chất ngơ. Giờ dù không phải em hờn em rồi em mang cô đơn theo lối về. Anh xin yêu em đang thương thật, mình đừng nói ra để mà anh bên em ta chung về hôn cũ. Dù lòng như đớn đau, yêu em từ đầu. Đôi khi bên em ngơ ngây. Ơi, mấy người đây? Sao ngã ngớn trong nhà của tôi? Còn thằng Sơn? Dạ. Ba. Con thưa ba. Chào mẹ. Sơn. Ôi, cái thằng kia đánh.
Sao ba về ba không gọi trước cho con biết vậy? Ba bất ngờ, ba về đây không có kiểm tra thì con không biết làm thêm chuyện gì nữa này. Đây là bạn của con, đâu có chuyện gì đâu, chứ lại cũng là khách thuê nhà trọ mà. Thuê trọ hay là mở động? Bác ơi, mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu. Cô nín, cô không có quyền nói trong cái nhà này. À, nhà này ba cho con rồi, thì bây giờ con dẫn bạn bè về chơi hay là làm cái gì một chút có sao đâu. Tôi chưa sang cơm cho anh, cuối tuần này cuốn gói theo tôi về Mỹ. Các cô, các cậu, sáng ngày mai cuốn gói biến ngay trong cái nhà này. Chú bác. Bà ơi. Bác. Chết rồi. Bị đuổi rồi. Em chưa tính được là sắp tới mình phải ở đâu nữa. Một bầu trời kỷ niệm. Không biết á, bao giờ thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, và chúng ta sẽ đi về đâu trong cái thế giới muôn màu này nữa. Thì về cái nơi mà mình được gửi đến đó, rồi sẽ gặp lại thôi mà, đúng không? Bà linh tính đi đâu? Tôi chắc là về nhà dì, bị la vài bữa thôi xong rồi tôi bay. Còn bà? Thì tất nhiên á là về nhà của ba mẹ rồi. Đâu có ba mẹ nào mà giận con cái cả đời đâu, đúng không? Bà có muốn qua chào anh hai của tôi một tiếng không? Bà để anh Sơn vậy hả? Sao bà không giữ anh Sơn ở lại? Thật ra tôi thấy bây giờ tôi cũng không còn gì hết. Sự nghiệp tôi cũng mất, mà xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là fans đồ thôi. Tôi thấy tôi hoàn toàn không có xứng đáng với ảnh. Có lẽ như bây giờ sẽ tốt hơn cho tôi với ảnh. Bà đừng có nói như vậy, tụi mình còn trẻ mà, còn biết bao nhiêu là cơ hội. Vấp ngã chỗ nào thì đứng dậy chỗ đó, đừng có suy nghĩ bi kịch. Biết đâu á, mai mốt tụi mình gặp lại, lúc đó đứa nào cũng đỉnh cứ đỉnh rồi. Đỉnh gì mới được nè. Cho ôm một cái để hẹn ngày gặp lại có được không? Tạm biệt nha. Ngày hôm đó, chúng tôi không ai nói lời tạm biệt, vì chúng tôi biết quá khứ dừng ở đó, chính là thanh xuân, là một hành trình trưởng thành. Căn biệt thự mộng mơ ghi nhận những sóng gió đầu đời, có nuối tiếc, có dang dở, đó mới là tuổi trẻ. Chúng tôi sẽ bay để thực hiện hoài bão riêng, dù mỗi đứa đều mang trong mình một vài vết thương trên đôi cánh. Khi ta tự tin bước qua chúng ta để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó.